Sau Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Tiện tháo ra để vệ sinh lau chùi cái chiếc máy điều hòa Sanyo này thì em cũng quay cho các bác nhìn thấy bên trong cái máy điều hòa Sanyo nhé. Ở đây các bác nhìn thấy nó thiết kế này, đây là một cái điều hòa chứ không phải là quạt hơi nước, cho nên là các bác nhìn thấy ở dưới này là lốc này, đây lốc rồi các bác nhé, lốc này. Ở đây là dàn nóng này, phần dàn nóng nó nằm ở dưới gầm này các bác này, đây này. Đây là dàn nóng nhé. Toàn bộ đây mặt dưới này là dàn nóng này. Đây là dàn lạnh này. Toàn bộ nó là ống đồng 100% hết các bạn, chứ không có ống nhôm đâu. Đây, tất cả nó là ống đồng hết nhé. Nó thiết kế cũng khá là đơn giản thôi. Ống đồng hết này. Đây, dàn nóng này. Lốc này. Đây trong bên trong này là quạt này. Quạt các bạn nhé. Ở đây là cái máy xo đốt nóng này. Sưởi ấm đấy. Đây là quạt này. Đấy, một con điều hòa. Đây là máy khiển. Khiển các bác nhá. Một con điều hòa di động Sanyo. Nó là hoàn toàn là điều hòa các bác nhé. Máy lạnh đấy, chứ không phải là quạt hơi nước đâu ạ. Bên trong nó là như này, ống đồng các bác nhìn này. Ống đồng đỏ au luôn nhé. Để dàn nóng này. Đấy. Dàn lạnh này. Đấy. Đấy. Một con Sanyo này nó là 4 chức năng: làm lạnh, hút ẩm, sưởi ấm, quạt gió. Đấy. Đơn giản vậy thôi các bác nhé. Không có nhiều bác cứ hỏi là quạt hơi nước hay là điều hòa, thì em tiện em tháo ra em quay luôn để các bác nhìn để thấy rằng nó là cái điều hòa. Chào các bác nhé.